anh tóc dài đang bị treo ngược này là Waver Velvet. Gì mà mới vào phim đã bị treo ngược vậy rồi anh dài. Hóa ra đây là 7 năm trước, tại dinh thự nào đó cậu bị đứa bé em gái của Kenneth giáo viên quá cố và là người tham dự cuộc chiến chén thánh lần thứ tư cùng với Waver tra hỏi. Cuộc chiến này người giành chiến thắng sẽ có được điều ước toàn năng. Rains hỏi anh bên tóc dài tại sao 6 tháng sau anh lại quay lại London và vay giang hồ rất nhiều tiền để mua lại lớp của thầy mình. Waver bắt đầu hồi tưởng, vài tháng sau cuộc chiến chén thánh lần thứ tư bấy giờ cậu đang ở phía tích Babylon tại Iraq trong lúc đi tìm trọ thì Waver sử dụng ma thuật để sửa cái xe máy Honda cái lờ má là Ponda thì bất chợt gặp tên ba gian kẻ trở về từ London hắn có ma nhãn và khống chế khiến Waver không kháng cự được sau đó Waver đã bị nhốt vào khách sạn hai sao và cậu phát hiện ra người bạn cũ Movin của mình cũng cùng chung số phận tên kia đang chạy lại ôm anh bên thì lại phun ra ngụm máu má ghê quá trời khiếp mới vào mà đã thấy sóng gió phủ đời Waver rồi hóa ra Movin được tên đàn anh rủ đi đầu tư phim Ấn Độ ai ngờ lại bị bắt ném vào cái khách sạn hai sao thức ăn dâng tận mù này và 10 năm trước với tham vọng đi Nhật Bản đóng phim cùng Tokuda của Waver sục sôi. Cậu đã vay một số tiền của Mervin để đi và hứa sau khi đi Nhật về sẽ kể cho anh bạn mình một câu chuyện thú vị. Hai người ngồi hàn huyên và cả hai được biết thầy Kenneth bị giết bởi anh Linh Saber và vị hôn phu của thầy hai người cũng ngủ củ tỏi luôn. Không muốn trong tù nữa Waver chào tạm biệt anh Ngô Bá khá rồi cùng Mervin sử dụng ma pháp thoát ra ngoài. Vì thấy anh Minh có vẻ khôn hơn trước nên anh chàng đã hỏi là cậu đã mất tờ dinh chưa ủa ủa liên quan gì hả trời, cái lờ má con bé tóc vàng này cũng tò mò mới gây chứ. Anh kể tiếp với Rince, cậu và thằng hay nôn ra máu kia tìm thấy xưởng ma pháp sâu bên trong dưới lòng đất hóa ra tên nhà ba gian kia đào bới cái phế tích này hắn bảo nơi đây là hầm mộ của iskanda nên mọi người đã thi nhau đào bới waver nghe kể như vậy lập tức đòi phá hủy nguyên cái khu di tích này việc đầu tiên cậu làm là chạy ra làm mồi như khiến tên ba gian kia sử dụng ma pháp phía bên này người bạn cũ cậu vẽ một kết ấn đồng thời lúc vẽ xong waver chỉ cần búng tay một phát dòng ly đã bị mất cân bằng và ác linh được đánh thức hóa ra chú phép của ba gian chỉ là hàng ăn cắp rẻ tiền của các lót mà thôi chỉ cần phá hủy một điểm mùa thì kết quả tên này phế tức vì bị chơi một vố lớn ba gian đã kệ là hắn có ma nhãn thì Waver không thể đánh bại được hắn ai ngờ cả hai phóng xe chạy luôn để ác linh nơi đây làm món gỏi với tên này tại sân bay nơi hai người sắp tạm biệt nhau qua muốn trả lại cho người bạn số tiền năm xưa mình vay nhưng mà không đủ chưa nói hết câu cậu lại muốn mượn tạm ít tiền để mua lại lớp của nét eo meo lợi vì muốn chịu trách nhiệm với cái chết của thầy eo ơi mặt dày hết phần người khác rồi nhưng may bù lại được cái có trách nhiệm không bỏ con như ai đó sau mỗi tháng chu cấp có 5 triệu nghe được những lời cảm động của Waver, Mervin xúc động nắm lấy tay cậu định tỏ tình à không hóa ra là muốn làm bạn thân. Cả hai đang phiêu thì Movin lại ói ra máu má ựa. Kết thúc những câu chuyện vừa kể, vì không muốn bị xử bắn, Waver đã chấp nhận hai yêu cầu của Rens đó là gánh một khoản nợ khổng lồ và cách thu hồi ấn ma thuật nguyên bản của gia tộc El lợi để gia tộc này không bị sụp đổ. Các lót là các pháp sư cao nhất của hiệp hội pháp sư là nhóm lãnh đạo tháp đồng hồ. Vì quá nhỏ tuổi nên Rens muốn Waver thay vị trí của mình làm một trong các lót đến khi cô lớn. Waver giờ là lót hai la mã El lợi, Đây là dinh thự Fargo. Marilyn Fargo sống trong dinh thự này bố của cô Ernest đã đột ngột qua đời, hơn thế nữa xác của ông ấy còn bị phanh thay. Hầu hết các pháp sư đã bó tay vụ này nên qua cùng với Gray đã phải đến đây xem đã có chuyện gì xảy ra. Ông già hói này là một dáng linh sư tên là Fernando. Tên áo hồng này là Alex là cháu trai của Fargo, hắn mới bước vào đã nói bóng nói gió tên Fernando này là người giết ông mình. Qua nghi ngờ cả bốn người tính cả cô hầu gái trong nhà đều có động cơ gây án. Trong lúc đang suy luận thì đột nhiên cô hầu gái đến báo tin Alex đã bị sát hại. Át có phản ứng và người thấy mùi của tử nhân xương và tóc là biểu tượng của thổ tinh cai trị vùng đất của cái chết vì vậy dư lượng ma lượng của thổ tinh đã triệu hồi tử nhân lót quay ra hỏi ông già hói chiêu hồn có phải sở trường của ông không sau đó mọi người đều có mặt tại căn phòng lớn ở trung tâm để nghe qua vờ kết án ma thuật trong dinh thự này là thất tinh nên cơ thể của ông phác ô mới bị chặt ra và đặt ở bảy vị trí khác nhau trái tim đại diện cho thái dương sau đó đến đôi tay thủy tinh và tiếp đến là cổ họng kim tinh lúc này theo suy luận của cậu đã tìm thấy linh hồn của ông già tự trưng cho trái đất ông ta xuất hồn vì muốn có được cuộc sống vĩnh hằng nên đã muốn giết chết con gái của chính mình lúc này ông già khọm này đã biến thành to bự trà bá lửa thấy vậy gray sẽ là người đối đầu với ông khọm này gray át lên và loại bỏ giới hạn giai đoạn một át liền biến thành cái liềm để cô làm vũ khí cây liềm đoạt mệnh này hút ma lực của linh hồn ông già và biến ra to hơn cô nàng dùng tuyệt kỹ grab for eu chém đứt đôi ông khọm này sau đó át đã hút cờ mờ giờ hết ma lực ông khọm cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc qua vừa hỏi có phải cô biết ông khọm này sẽ thực hiện ma pháp chưa hoàn thiện để đổi lấy sự vĩnh hằng cô không chối cãi và chỉ nói cô muốn chứng minh cho cha mình thấy là không có gì là vĩnh hằng bản chất con người cũng có thể lật nhanh như bánh tráng và một điều nữa cô muốn thoát khỏi chính cái lồng giam mà cha cô đã giam giữ cô trong bấy lâu qua trong tiết giảng bài của waver ông đang dạy hang say thì một cậu nhóc có vẻ là một thiên tài đã nghịch ngợm và bị anh mê nhà chúng ta nhấc con mẹ cả người lên chửi cho một chàng waver mà có tài năng như thằng bé báo đống kia thì có khi bây giờ không phải đi dạy với gánh vác số tiền nợ của đứa em tự xưng của anh có khi bây giờ anh còn đang cầm đầu thiên hạ rồi cô gái tóc vàng quý tộc này đến từ phần lan đến để học khóa học của lord el meo lợi hai la mã ai ngờ trong tiết giảng của anh men thì lại xảy ra sự cố như ban nãy khiến tiểu thư này không vui hóa ra tên ngốc Waver có thái độ như vậy là vì tiệm trà của hắn đóng cửa cái lở má có mỗi cái tiệm trà đóng cửa mà lại dẫn cá chém thớt khiến tiểu thư lữ via Zolita gì gì đó không ưa chuyển cảnh đến tiệm trà của Waver hay ngồi lý do tiệm trà này đóng cửa là vì điện ở đây bị hở khiến tiền điện tăng cao sau khi biết chuyện giáo sư đại học Waver này đã đích thân xuống tận cống để kiểm tra anh đi dọc cả cái cống thì phát hiện có một cái kết giới sấm xét và phát hiện dưới này có một xưởng ma pháp nhìn thấy thế anh liền hoài niệm về ngày xưa đang dở việc thì con quái vật đen xì xung quanh có những dòng điện ngoạm phát vào qua vờ phía bên này tự dưng Graf có linh cảm không lành bất chợt có một cuộc gọi đến cô bắt máy thì nói một tiếng sư phụ rất to mà không biết có làm sao không lo quá đi mất anh mên mà chết là tự dưng tôi nhàn ha 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 chuyển cảnh câu Led và đám bạn đang xem phim hành động nhật bản thì flat nhận được điện thoại của gray bảo cậu đi đến quán trà để tìm thầy không ngờ lũ bạn của flat là fan hâm mộ của gray khi ghen tị muốn đấm chết thằng flat đúng là con đồng làm mở con mắt ba người gray flat và svin đang ở dưới cống tìm thầy svin đang khen mùi gray thơm thì đột nhiên mắt sáng xanh lên không biết là bị gì rồi cả ba người người được mùi của thầy và lao về phía trước phát hiện sư phụ của họ đang nằm với những vết thương lớn con quái vật này tiến hóa sức mạnh và phóng to nhờ vào ăn điện so về sức mạnh thì đến cả Lord waver cũng không đánh lại nó giờ đây bốn người chia làm hai nhóm gray và flat đi xử lý con quái vật svin thì mang thầy về dưỡng thương càng đi vào sâu thì hai người lại phát hiện hai bộ xương át tranh thử nói nhìn hai bộ xương bị ăn hết thế này vui phết ngay lúc này Gray và Fred đã phát hiện ra con quái vật kia, con quái vật với luồng điện xanh bao quanh người lao đến cả hai. May mà né được, lần này Gray làm mồi dụ con quái vật còn Fred ném một khối lập phương khiến nó bị dọ mõm à nhầm bị giam cầm. Nhân lúc đấy Gray loại bỏ phong ấn cấp độ một cầm liềm lên chém. Con quái vật bị cắt đôi tiếp đó dòng chảy bị rối loạn và tạo ra một không gian lấp con bà nó lánh. Fred phá bỏ kết giới phát hiện ra lối vào hang ổ của bọn quái vật. Đây là một xưởng ma pháp, con thỏ lúc nãy ra ngoài để mang thức ăn về cho chủ của nó ngọn đèn xung quanh tượng thần rớt bắt đầu sáng lên thì ra đây là sưởng ma pháp của gela davernon ông già hách dịch này với cái tư tưởng muốn đến căn nguyên thì coi mạng người là rác thấy vậy flash dù nhỏ tuổi hơn nói một đống đạo lý cậu đã chọc tức ông ta ông già gọi ra 10 con thỏ nữa lúc này flash đang sĩ với gray bảo gray chạy đi mình xử lý hết cho đúng lúc này waver xuất hiện cùng với spin hóa sói trắng lao từ trên trần nhà xuống một cách ngầu lòi may mà waver xuất hiện không thằng flash đã ăn cám hành rồi cả hai bên chào hỏi nhau một lúc thì waver bắt đầu đưa ra những bằng chứng chứng tỏ ông già này đang làm những thứ ngu dốt anh đã tố cáo ông với ban chính sách và anh được quyền bắt giữ ông tùy ý, bởi vì ông già che giấu ma pháp và hành hạ mấy con thỏ ăn cỏ. Cờ lờ mờ hóa ra nãy giờ thằng già Waver nói là chém gió, anh còn sợ ông già đánh lại thì anh chết cờ mờ nờ giờ luôn rồi. Trong căn phòng của Waver, cậu đã nói hết những suy tư bấy lâu và sẽ tự đi cúi đầu với ngài Sophiaji, mà Gray đứng bên ngoài đã nghe hết. Anh còn một việc phải làm nữa đó là giải quyết vụ ở khoa giáng linh. Chuyển cảnh giảng viên Zeus đang được một em học sinh dâng tận miệng thì Waver cùng đồng bọn bước vào. Trevor Pelham Cotrington là một chiêu hồn sư vĩ đại. Năm năm trước ông mua một mảnh đất hoang có một phế tích là mã cổ đại. Ông đã biến khu đất hoang đấy thành một xưởng ma pháp. Tuy nhiên xưởng Marbury đấy đã bị mất kiểm soát khiến hàng tá người dân bị gặp nạn. Trevor cũng là nạn nhân của vụ mất kiểm soát này. Nếu tình trạng dòng chảy ly cứ bị méo mó như vậy thì xưởng sẽ bị tịch thu bởi gia tộc chính Cotrington. Trên chuyến tàu đi đến xưởng Marbury, vụ này nằm trong quyền hạn của khoa giáng linh, nhưng lại cần nhờ đến Waver bởi vì gia tộc nhà Cotrington đã để đạt vụ này lên ban chính sách và pháp chế. Gia tộc bảo vụ này là do giảng viên Zeus gây nên và nếu cứ tiếp diễn như thế này thì sẽ phạm luật che giấu ma pháp. Với tham vọng tham gia cuộc chiến chén thánh lần nữa, Waver nguyện làm mọi thứ để có thể tham gia. Trời ơi, một lần suýt chết rồi mà vẫn đâm vào anh mê ngáo thật rồi. Cả nhóm cảm thấy dòng chảy ly mất ổn định cao, ngay khi bước vào dinh thự Zeus đã bị một con bạch xà quấn quanh người lôi xuống đất. Hóa ra là do cô nàng Adasino làm, cô ta bảo bên pháp chế đã điều tra và nghi phạm chính giết ông Trevor là Zeus, cùng với Adasino, Waletta Codrington được gia tộc cử đến xem tình hình vụ này. Có vẻ như Weyota đã thử triệu hồi linh hồn ông Waver nhưng lại không thể triệu hồi được bởi đã bị một ai đó xóa dấu tích. Bằng những bằng chứng có được bên pháp linh chuẩn bị đưa Zeus đi thì Waver mới nhảy vào xin điều tra vụ án đến lúc hết bão. Zeus sắc một ít bột tím lên người Waver, ngay lúc này lần đầu tiên anh có thể nhìn thấy được một tiên nữ dáng trần. Có vẻ Zeus sở hữu cặp ma nhãn có thể nhìn thấy được tiên. Phía bên này nhỏ Rens đang tự mình khám phá lâu đài, nhỏ tìm thấy một hầm mộ có vẻ như đây chính là xưởng ma pháp. Mặc dù Gray đã ngăn cản nhưng mà Rens vẫn mặc kệ bảo mày là cái éo gì. Khi bước xuống đường hầm ma nhãn của Rens bị kích thích, đang loạn trọng vì đôi mắt thì lỡ dẫm phải một cái bẫy may mà có Sisiru carry một triệu hồn sư, Linh đánh thuê giúp đỡ mới thoát ra ngoài được. Nhỏ Rens báo quá trời báo luôn rồi đó. Trời ơi cái đứa tự nhận mình là em gái của Waver mà lại dám dụ dỗ thằng anh trai của nó làm một nháy khi ở chung phòng. May mà Waver không bị con chim làm mờ con mắt. Hình như Waver đã biết được chân tướng của mọi việc. Zeus thử gọi lại linh hồn của người cha một lần nữa nhưng cũng vẫn không được. Adasino nói người được hưởng lợi nhất nếu ông già này đi đời thì đó là Zeus. Anh men say đéo và khẳng định tên hung thủ là người khác. Vì Zeus đã bị nhốt trong phòng nên Waver đã quyết định hợp tác với Kairi để phá vụ án này. Kairi đồng ý hợp tác vì vị lót này đã quấn cho anh một điếu. Sau khi thu thập đủ tài liệu thì Kairi cùng với Gray quay trở về nơi của sư phụ mình thì đột nhiên có một con sói lao từ cửa sổ vào. Con sói này là hiện diện cho tiên hay ác linh xuất hiện trên giao lộ. Ngay khi Kairi bảo Gray chạy đi thì cô bé lại lao lên xử lý con sói nhanh chóng khiến carry khá bất ngờ. Gray chắc đang kiểu bất ngờ chưa ông già. Tại căn phòng khách này, Gray đã giải thích thứ vũ khí mình mang theo chính là cây thương của vua Arthur. Át và cây lưỡi hái là lễ trang phong ấn cây gươm và vua Arthur cũng chỉ là một cô gái nhỏ trạng tuổi Gray mà thôi. Sau khi sâu chuỗi tất cả, Waver đã gọi mọi người làm một nghi lễ và lấy Rens ra để làm vật dẫn. Khi vừa dứt câu thần chú thì tiên nữ mà Zeus đem lòng yêu xuất hiện. Hóa ra xưởng ma pháp này tận dụng ma nhãn của Zeus và dòng chảy ly để hoạt động ma lực bộc lộ ra đã tạo ra tiên nhân tạo sau một hồi thì tiên nữ này đã thừa nhận chính mình đã giết chết ông Trevor vì đã dám cả gan lừa gạt tiên và gây mất trật tự nơi đây và đã lợi dụng cô để giết người triệu hồi tiên nhân ngay lúc Adasino vẫn muốn kết án Zeus vì con mắt đã gián tiếp gây nên cái chết của Trevor thì căn nhà bắt đầu bị nứt vỡ kết giới mà Asino tạo nên đã tạo ra hiệu ứng mở ra cánh cổng dẫn đến tiên giới lũ chó săn này sẽ tìm thêm đồng đội của chúng thấy vậy Asino đã bảo vệ Rins còn mọi người lên xử lý mấy con chó dại này chống cự một lúc thì bị lũ chó hoang này ỉ đông hiếp yếu khiến ai nấy đều cạn kiệt sức gray thấy tình hình không ổn bắt đầu phá giải phong ấn cô đang phá giải phong ấn cấp độ một thì lũ chó hoang lao đến may mà cô được kairi đỡ cho một đòn không thì cả lũ đã niệm rồi cuối cùng cây thương huyền thoại của vua arthur cũng đã xuất hiện gray nâng cây kiếm lên trời mây mù đã bị khoét một lỗ to đùng cô nàng sử dụng một đòn đã giết chết được con chó khổng lồ và phá hủy cánh cổng kia ba thằng nan nhi đại trưởng phu mà lại để một đứa bé gánh hết ảo thật đấy mấy anh dai tưởng chừng như cánh cửa đã đóng lại nhưng không, điều này khiến Zeus thấy mình phải làm gì đó. Anh đã quyết định hy sinh và đi với tiên nhân tạo đến thế giới bên kia. Hóa ra bên pháp chế có mặt ở đây là để thu thập tài liệu về con tàu Real Zeppelin, con tàu buôn bán ma nhãn. Cô nàng đưa cho Waver bản copy khiến Waver tức giận khi bị lợi dụng. Vì muốn biết sư phụ của mình đã thấy những gì ở cuộc chiến chén thánh lần thứ tư thì Gray đã quyết định đổi một buổi đi chơi cùng tiểu thư Rens. Rens vì muốn Gray không mặc mãi một bộ đồ thì đã tự tay chọn cho cô những bộ váy từ phong cách tiểu thư đến phong cách cô bé quảng khăn đỏ lúc này adriel gray người đẹp nếu không mặc gì nên bị gray đập cho một trận ra bã gai lúc đó thì cô nàng đến từ phần lan lumia xuất hiện cô gái quý tộc này khoe hoang đây là cửa hàng của cô và cô nàng còn thay đổi mặt của những nữ thần pha ra ông ở tiệm này luôn cơ chứ đã thế còn gọi là nghệ thuật ba cô nàng đi mua sắm từ gấu bông đến cả đồ lót ạ à. vì gray là gái nhà quê lần đầu lên thành phố nên hơi chóng ngợp về buổi đi chơi ngày hôm nay lúc này thì rince đã kể một số điều về cuộc chiến chén thánh đó cho gray nghe và cô cũng không biết waver đã thấy gì từ vụ đấy đang ngồi chiêu chiêu đột nhiên ba người bị đưa vào dị không gian tách biệt với thế giới thực lữ vía sử dụng chiêu bắn ra mấy cái màu đỏ xanh các kiểu nhưng không có tác dụng lúc này cả ba đã bắt chước theo anh men và quyết định tìm ra nguyên nhân ở đây là gì phỏng đoán là do kết cấu nơi đây từng được yểm ma pháp để kích thích người mua sắm mà lữ vía đã thay đổi kết cấu này khiến cho ma pháp mất kiểm soát đại gian này là ở dưới tầng hầm lúc này hệ thống an ninh bất ngờ mất kiểm soát thấy vậy lữ vía đã bảo mấy người lùi lại để cô xử lý mấy cái lỗi vật vãnh này quẩy mãi thì đám robot mới lan ra chết hết cuối cùng đây là ma thuật bảo thạch nó nhiều topping y như ly vừa nãy của lữ vía vừa đớp chim đã phá hủy nó và mọi thứ đã trở về ban đầu khi quay lại phòng của sư phụ waver đã kể anh đã bị đánh cắp mảnh vải màu đỏ của áo choàng iskanda người cùng anh chiến đấu trong vụ chén thánh 10 năm về trước đây là chìa khóa để waver đoàn tụ với anh linh đó chiếc thư được để lại trong đó là lời mời tham gia yến tiệc của con tàu rêu zeppelin anh đã hỏi gray có nguyện đi cùng mình đến cuối đời không à lộn có muốn cùng mình đi lên con tàu đó không trên chuyến hành trình này thì waver đi cùng colette và gray vị lót này đã mang theo cặp kính diệt ma nhãn một sự chuẩn bị kỹ lưỡng à nha con tàu ma nhãn được tạo nên bởi loài ma cà rồng nhằm đối phó với ma nhãn trước lúc lên tàu thì lại gặp lại adasino cùng lúc con gái của lót thiên thể tên là ôn gà mary gì dài lắm đi cùng người hầu chỉ ra còn bảo là ta sẽ không nương tay đâu có vẻ như cô này đánh giá cao anh minh quá rồi bản thân con tàu này chính là một sĩ giới waver gặp lại ông hói và cả học trò ý nữa cô học trò này trước chọn cái quần gen đỏ định tiếp thầy đây mà nhân vật của nhà thờ thánh carabo frampton cũng xuất hiện ở đây nhà thờ thánh là đối thủ của tháp đồng hồ Leandra sẽ là người điều hành con tàu này và sẽ khởi hành trong 3 ngày cùng với đó có những ma nhãn sẽ được giao bán. Tại tiệm trà mà Waver hay ngồi, Rens muốn hợp tác với Kairi để tìm manh mối về kẻ đánh cắp mảnh vải kia và cấp cho Kairi một phụ tá đó là Lumia. Sáng hôm sau cô cho Yvette đã nói với Grey là cô sở hữu ma nhãn có thể nhìn thấu cảm xúc của con người. Và nhỏ này muốn làm bạn tình với thầy của chính mình ảo đá thiệt chứ. Cô con gái của Lord thiên thể này đến nói chuyện với anh nên hóa ra là vì con mắt ma nhãn cầu vồng. Vì Chisa có thể nhìn thấy trước tương lai nhờ đôi mắt ma nhãn nên lúc đó cả hai nhà lót đã có một kế hoạch để cô tiểu thư này có thể sở hữu ma nhãn cầu vòng một ma nhãn tối thượng. Lúc này Gray được bộ của nhà thờ thánh hỏi thăm và đưa cho cô quả táo. lỡ chạm tay nhau một giây thôi mà nhớ nhau cả đời là có thật. hóa ra ma nhãn của ông già cao to đen hôi này chính là chạm vào ai thì thấy được quá khứ của người đấy nên lão đã biết cô bé là hiện thân của thờ sau một khoảng thời gian ngồi tâm sự dài về cuộc đời với nội dung chính là nếu qua vừa có thể gặp lại vị anh linh kia thì có lẽ người kia cũng chẳng có một ký ức gì về lót cả. cô Chisa cho anh một lời cảnh báo nếu muốn sử dụng ma nhãn thì phải cân nhắc kỹ ray đứng ở đó nghe tất cả đang định mang món quà gì đó ra để tặng qua thì tiếng hét của cô tiểu thư lúc nãy đã làm gián đoạn mọi chuyện ở đây đã có vụ án mạng cô vừa đi ra ngoài hít thở gió trời thì người luôn đi theo cô đã bị ám sát lúc nào không hay có vẻ như ôn gà mary đã bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng trước cái chết của người bạn thân cận chị xa của cô trên chuyến tàu này việc các pháp sư lấy tích của nhau là rất bình thường chị xa chết mất cả đầu ông già ở nhà thờ thánh muốn kiểm tra thi thể thì ôn gà mary lúc này tâm lý không ổn định đã định tấn công carabo nhưng bị ông đánh ngất đi Adasino cũng xuất hiện ở đây. Ông già sử dụng ma nhãn của mình và thấy xung quanh của chị Sa rất mơ hồ. Theo phỏng đoán của Waver thì đây là một vụ giết người cướp mắt. Người này có thể vô hình trong viễn ảnh tương lai hay quá khứ. Sau một hồi tâm sự với Waver đã đi tìm viên soát vé nhưng trên đường đi lại gặp Adasino và cô bảo người đã tài trợ cho lão già gây lửa và Rington là cùng một người. Hắn có thể là người có liên quan đến chuyến tàu này. Phía bên này cả lữ vía và Carey đều không có manh mối gì trong vụ trộm này. Hoàng hôn đang dần hết thì mây đen đột nhiên kéo tới. Cô ta là Liner vật chất hóa của anh linh sau khi khinh thường qua vờ vài câu và xem qua vờ là một tên yếu đuối phiền phức không xứng đáng làm bề tôi của Iskanda thì lao vào định xử gọn luôn may mắn là Grey đã đỡ được vài đòn của cô à thấy Grey có vẻ có ít sức mạnh cô ta đã sử dụng ma nhãn cưỡng chế khiến Grey định xử sư phụ chỉ biết đứng như chờ chết vậy cái lưỡi hái đã thanh tẩy ma pháp khiến Grey bừng tỉnh thấy vậy cô ta gọi ra Gordius Win nó là món bảo khí của vua trinh phạt thật ra cô ta là bạn tri kỷ thân tín của vua trinh phạt tên là Hephaestus phim gì mà tên nhân vật khó nhớ vãi cả linh hồn vậy vì biết sức mạnh Gray không thể chống đỡ lại vũ khí đó nên Waver đã lên cắt tóc mình để kéo lôi sấm đánh xuống đất may mắn ả đã không đuổi theo nữa quay lại phòng anh bên phía này đã bị một vết bỏng nặng trên lưng ôn gà mary thấy gray khóc cho sư phụ thấy thương quá nên mang ra lọ cao sao vàng để bôi cho waver và nói animus phe không còn nợ gì eo meo lợi nữa gì mà tính toán vậy nhóc con gặp từ đầu đến giờ cứ kêu nợ này nợ nọ mệt ghê á trời biết tên waver người bạn thân của mình đã lên chuyến tàu kia ngay lập tức Movin chạy đến tìm rins và anh cũng có vé lên tàu anh muốn xem bạn mình thảm hại thế nào Ray mơ thấy Hefison đang hỏi Iskanda một số câu hỏi nhưng lại không được đáp lại. Gray bừng tỉnh và lúc này Waver cũng đã ổn rồi. Có một master nào đó đứng sau vụ triệu hồi anh Linh này. Ôn gà Mary phỏng đoán người triệu hồi đó cũng có trên con tàu và có thể là người đã giết chết ra. Một điểm kỳ lạ về anh Linh kia lại để lộ chân danh nhưng mà không biết Glass. Bởi để lộ chân danh là để lộ điểm yếu. Lúc này đường dây đã bị dòng ly điều khiển bẻ ngoặc vào đứa trẻ của Inasé. Gray ngốc nghếch của chúng ta đang định ra ngoài xem thử thì bị ôn gà Mary ngăn cản ba người này không biết khu rừng nguy hiểm đến thế nào đã ra ngoài và sử dụng ma thuật phóng hỏa nhằm đốt cháy khu rừng sau đó thì đã niệm luôn mấy cái cây đã lao đến xiên mỗi người một phát Jin mario là người bạn cũ của kairi ông này đang quay sâu master chef thì kairi đến về 7 năm trước đã có một vụ án như vậy đã xảy ra với 7 người đã được tháp đồng hồ và nhà thờ thánh giải quyết lữ vía đưa cho ông này một tờ chi phiếu và biết được chị sa cũng đã hỏi ông về vụ việc này đang yên đang lành thì cậu ấm nhà tài phiệt bay tới khu rừng đã thế còn phun một đống máu lên cửa kính khiến gray bị dọa đến nỗi hết hồn Melvin sử dụng violon để gia tăng mạch ma pháp trong người Yvette và Gray. Sức ấm trong cơ thể Yvette làm cho cô phê đến nỗi mùng cứ nói ki mo chi suốt. Nhóm bốn người rời khỏi con tàu và đi can thiệp vào dòng ly. Át cảm thấy có ai đó rất mạnh đang nhìn họ, nên Gray đã bảo ba người đi đi cô sẽ đuổi theo sau. Hóa ra là hai Fiction cô ta lại tìm đến. Lần này thì cả hai lại đánh nhau tiếp cô à có vẻ không mệt tí nào còn ngược lại Gray lại đang thở dốc vì gồng mình chống cự những đòn của ả. Tại phòng của ôn gà Mary cô đã phát hiện ra cái đầu của chị Sa, con rắn của Adasino theo dõi cô ngay dưới gầm giường. Thừa cơ hội Adasino đã tranh thủ tiếp cận gà Mary khi những nhân vật có thể bảo vệ cho cô đã rời đi. Phía bên này Hefison đang định rời đi khi bão tuyết tới thì Gray đã bắt cô phải đánh để cô à không còn đi tìm giết sensei của mình nữa. Gray phá bỏ giới hạn một và lao vào vì tôn trọng cô nên Hefison cũng tiếp luôn. Hefison đã cứu sống Gray bởi vì cô muốn chiến binh sẽ chết trên chiến trường và lần tới giao đấu cô à sẽ giết Gray. Hefison có vẻ biết được Gray là hiện thân sống của lý tưởng xa xưa và là hàng pha ke pha ke được ngụy tạo nhưng vẫn chiến đấu vì lý tưởng riêng của mình. Cô ta nói với Gray rằng lòng chung và vinh quang đôi khi lại mâu thuẫn nếu không bỏ qua được mâu thuẫn này thì cả chủ và tớ đều chết trên chiến trường. Hephiston kể cho Gray Iskandar là người như thế nào, bất ngờ Gray hỏi cô sao lại của trách hành động của vị vua đấy. Ngay lập tức Hephiston bật ma nhãn khống chế Gray khiến cô phải kể lại giấc mơ đó. Thấy không có gì nghiêm trọng lắm Hephiston đã bỏ đi khi bão tuyết tan, tí nữa thì cái mồm hại cái thân nha bé Gray. Carrie và Lữ Vía đã tìm gặp đến Marilyn Fargo và kể cho cô ta về cái chết của chị Sa. Ôn gà Mary đã bị người cha Los Animos dùng bỏ sau khi tìm hiểu về cuộc chiến chén thánh và vụ giết người hàng loạt vào 7 năm trước. Người đàn ông không tin đã được vị lót này tin tưởng giao nhiệm vụ nghiên cứu về cuộc chiến chén thánh. Lữ Vía có quen biết một pháp sư nguy hiểm từng bị tiên cướp mất trái tim nếu đó cùng một người thì người em dâu của y đang ở trên tàu Zeppelin. Chuyển cảnh về con tàu Real Zeppelin, lúc này Gray đã hành hạ át bằng cách lấy cậu làm cái ván trượt tuyết để đuổi con tàu. Vừa lên được tàu thì Adasino đã gọi họ đến phòng để cô xét vụ án. Carabo là người điều tra viên của nhà thờ thánh trong vụ giết người hàng loạt 7 năm trước. Lúc này ôn gà Mary bước vào và cầm theo cái đầu của chị Sa. Chị Sa đã tự tạo ra chiếc túi hư số tại vị trí mà cái đầu rơi vào khi biết mình sẽ bị chặt đầu nhờ ma nhãn. Vì trong không gian của chiếc túi hư số thời gian ngưng động nên khi lấy được cái đầu ra thì cô ấy vẫn sống. Cô ta đã nói tên của Carabo trước khi chết. Có lẽ ma nhãn của Carabo có thể hiện thực hóa ảo ảnh vào thế giới thực. Adasino phỏng đoán Carabo đã ghi lại nhát chém trong khoang hành khách rồi sử dụng ma nhãn để tìm đến vị trí của chị Sa bằng ảo ảnh quá khứ có lẽ lúc tìm thấy xác cô ấy là lúc con tàu dừng lại và ông đã ra ngoài lúc đó ông ta chỉ cần hiện thực lại quá khứ đã quan sát rồi tìm đến vị trí chị sa lúc này không khí sẽ bị cắt đứt lần nữa cùng chiếc đầu của chị sa lúc này lót hai la mã eo meo lợi đã tỉnh giấc qua vờ bảo suy luận của adasino thiếu nhân tố và động cơ và bảo adasino chỉ đang vẽ lên thôi không có căn cứ lúc này phó phụ trách tàu xuất hiện và bảo đôi mắt của carabo có thể hiện thực hóa ảo ảnh quá khứ và sau đó cô ta lấy đi đôi mắt của ông già đôi mắt này đã đạt đến cấp bảo thạch tiệm cận cầu vồng vì ảo ảnh của ma nhãn khiến Carabo đã quên mất ông có dính líu đến vụ án vì các ký ức của người cũ cứ tràn về khiến ký ức của ông già về người yêu cũ bị giãn nứt Gray bảo là khi gặp chị Sa thì thấy cô đeo thứ gì đó rất dâm dục đây có lẽ là biện pháp phòng thủ của cô ấy nhưng thứ đó lại không thể tìm thấy ở hiện trường lúc này Waver đứng lên nói sự thật chỉ có một ảo Kudo Shinichi rồi đó vì Mervin là chuyên gia kiện cáo nên đã nghĩ ra một tỷ lý do khiến phải rời cuộc đấu giá lại. Melvin bảo chúng ta còn nửa ngày để chuẩn bị và buổi đấu giá sẽ diễn ra vào nửa đêm nay. Waver tìm đến Ông gà Mary và mong muốn cô có thể giúp đỡ mình một lần nữa vì thủ phạm lần này là kẻ địch của anh. Sau một hồi kể chuyện về quá khứ, Waver của quá khứ là một kẻ muốn đi lên từ ăn cắp và chỉ là người sống sót thì Waver đã sử dụng thành thạo tuyệt chiêu thông não chi thuật của Naruto khiến ôn gà Mary đồng ý hỗ trợ anh. Hóa ra vì muốn biết lý do tại sao cha của Ông gà Mary lại không yêu thương cô nữa nên chị Sa đã theo đuổi nguồn thông tin của vị lót kia và bị truy sát. Waver gọi điện hỏi Lữ Vía lúc cô đang tắm và nhờ cô tìm hiểu sao Lost Animus Fair lại biết về cuộc chiến chén thánh thủ lao là Waver phải dạy kèm riêng cho Lữ Vía. Luvi đứng lên làm tôi tưởng được chiêm ngưỡng body của cô ấy nhưng không cam lại quay từ sau lưng cái lở má nó chứ. Mô hình nhân tạo này được Lost Animus Fair chế tạo nên sau khi nhìn thấy những dòng chảy ly. Waver đã cười ha 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 và tìm ra vấn đề ở đây là tại sao cô ta lại tự xưng là Hefison. Sau đó Waver bảo ôn gà Mary lấy ra thứ mà Gray đã nhìn thấy trên người của chị Sa. Giờ đây Waver có thể đã nói là tìm ra chìa khóa để dẫn tới sự thật. Cuối cùng buổi đấu giá cũng sắp diễn ra tại nhà kho Pandemonium. Sau một hồi đấu giá những cặp ma nhãn lởm cuối cùng cũng đến cặp ma nhãn của ông già. Giá khởi điểm để chốt đơn là 8 giác, số tiền bắt đầu tăng dần, vì biết số tiền muốn sở hữu đôi mắt này sẽ còn tăng lên nhiều nên Waver đang chờ thời cơ. Yves sau một hồi mới ra giá nửa đạt villa thì bên pháp chế đã nâng lên 230 triệu. Cuối cùng Waver đã ra giá 240 triệu khiến mọi người kinh ngạc. Đang định chốt bán thì Movin đã xin dừng lại một lúc. Trong căn phòng Movin đã hỏi mày làm gì có tiền mà hết to thế hả Waver, làm gì thì nghĩ cho kỹ đi. Cặp mắt của Carabo đã thuộc quyền sở hữu của bên pháp chế vì thế họ có thể chi bao nhiêu tiền tùy ý rồi số tiền đấy vẫn sẽ quay lại với họ mà thôi. Waver có vẻ rất tự tin phải chăng anh đang giữ một con bài tủ nào đó. Sau khi Waver hứa sẽ làm cho Mervin thỏa mãn trong vụ này thì Mervin đã quyết định đầu tư vốn vào để đấu giá, đúng đại gia có khác. Gray hỏi tại sao Mervin lại có thể đâm sâu như thế. Hóa ra là thằng Mervin tự nhận mình là kẻ khốn khiếp khi tìm thấy niềm vui ở những người xa cơ bại sản và anh bảo đã chơi thì phải chơi tới bến không thì sẽ biến thành con gà nhút nhát. Trở lại cuộc đấu giá, lại đẩy giá lên thêm nữa cuộc chiến bây giờ là của Waver cô học trò của anh và bên Adasino. Sau một hồi đẩy giá cuối cùng giá trị của đôi mắt đó cũng đã lên một đạt villa rồi, thất thế Adasino đã bỏ cuộc. Không má nào chịu má nào Yvette đã đẩy giá lên tận 500 triệu khiến Waver phải bấm nút muốn tạm dừng lại. Nhưng bên đấu giá không cho phép vậy nên Waver đã bảo có một vài điều về cái chết của chị Sa cần giải đáp nên đã được chấp thuận. Lúc này Colette bước vào mang theo cái đầu của chị Sa, Waver bắt đầu nói. Bắt đầu về vụ án 7 năm trước có vẻ như mất đầu là chết chỉ là một giả định và có một pháp sư có thể giữ cho người đấy sống nếu mất đầu. Chỉ cần có đầu thì tên kia có thể sử dụng ma nhãn của người đó một cách tự do. Nói cách khác vụ án 7 năm trước là vụ án đánh cắp và sử dụng ma nhãn, cái bùa tình dục này là dùng để đối phó ngược với ma nhãn và cái này được chị Sa giấu trong túi hư ảnh kia, còn lý do chị Sa mất đầu lại chết là do cô theo đuổi thông tin về cuộc chiến chén thánh, vậy nên tên kia đã tiếp cận Waver và Carabo, thủ phạm thật sự đã chi phối Carabo và gây ra vụ án này cũng như 7 năm trước. Lúc này Adasino đã sử dụng ma pháp trói cầu lại, lúc này cầu thật bước ra cùng với Rens dùng Toku Trevor để bay đến, họ đã nhờ hội của Lữ Vía và Fras giúp đỡ để bay đến đây mà không cần thư mới. Cầu LED giả mạo này bị phát hiện khi Waver bị thương và trình độ y thuật của cầu LED chưa cao đến mức đó, sắp đầu chui đuôi lọt rồi mà lại để sơ hở. Tất cả nguồn thông tin mà tên giả mạo này biết được là vì Yvette đã lích ra với điều kiện Yvette có thể phân tích ma nhãn khi thắng. Hóa ra Adasino cùng với Waver đã đóng một màn kịch để bắt gọn tên cầu Lét giả mạo này. Thân phận của tên này là trưởng khoa tiền nhiệm của luận lý ma thuật hiện đại Dr. Hurtless, người đàn ông bị tiên đánh mất trái tim. Hóa ra tên này là người giật dây tất cả mọi chuyện, hắn là người điều khiển Carabo vào 7 năm trước độc chiếm sức mạnh ma nhãn và che giấu cuộc chiến chén thánh tên Hercules này cũng là người tạo nên chén thánh, ông ta đã đặt con tàu ma nhãn và đứa trẻ Inasse trên dòng ly. Ông ta dùng chiêu trò kết nối dòng ly này với đất nước phim con lợn để làm giả đại chén thánh, và để làm giả cuộc chiến chén thánh thì cần đến một master đó chính là Water nhầm qua vờ. Hắn ta triệu hồi ra Hephaestus, hắn đặt tên cho class của cô ta là Quỷ Vương Faker. Cô ta giống với Grey là tàn ảnh của vua, một thế thân ma pháp bảo vệ nhà vua. Khi đã biết mọi sự việc họ đã mở mái vòm để lên mái solo kin với nhau. Hurtles trả lại cho Waver cổ vật, đang định rời đi thì Waver đã chọc tức Hefison cô ta đã keo lại choảng nhau với Gray. Hurtles lúc này đã giải phóng đứa trẻ Inasé dừng đoàn tàu lại. Lúc này Carabo đã lên đến đây ông được trả lại đôi ma nhãn và sẽ cùng Gray hạ Hefison. Ông ta sử dụng cặp mắt của mình để chém Hefison, có vẻ như cô ta không thể nào né được những đồ này. Carabo giang định xử lý les thì bị cây cối ngăn lại. Dự đoán được điều này, Waver đã nhờ ôn gà Mary niệm ma pháp. Cô đã nổi giận và gọi ra ấn những ngọn lửa xanh từ trên trời và thiêu dụi cánh rừng trong lúc đó con tàu biến thành một nòng pháo bằng cách nạp ma nhãn vào nó đã bắn ra một đòn giết chết đứa trẻ inasé mọi thứ đang dần đi đến hồi kết không chấp nhận thua cuộc hefition đã sử dụng đến ma nhãn khống chế carabo và gray carabo đã bị đá bay xa 1.000 km còn lại gray à ta lao và đúng lúc này waver sử dụng cái bùa tình dục để phản ma nhãn giúp gray có cơ hội làm trọng thương nữ chiến binh tóc đỏ qua cây cú cô ta gọi ra con robot lúc trước đã thương waver waver đã làm tất cả những gì có thể làm nên đã đặt cược mạng sống vào gray sau khi được carabo thông suốt thì cô bé đã có ý chí Cô giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình chuẩn bị một cuộc chiến sinh tử, có vẻ như Gray đã giành chiến thắng, Má muốn xem Gray đánh vãi, Nhờ có Carabộ mà cả hội mới có thể chiến thắng ấy vậy mà lại không cứu được ông, bội bạc thật. Sau khi Gray và Waver xuất viện đã có cuộc gặp mặt với Adasino hóa ra cô là em dâu của Hırsless và cô còn nói bên phía pháp chế không đủ tiền để đấu giá nên đã dừng lại. May mà Rince đến kịp không thì mọi kế hoạch đã đổ bể. Chờ cho Gray và Waver xuất viện thì ôn gà Mary mới chịu đến thăm, cô đã gặp Rince ở đây sau một hồi tâm sư thì cả hai quyết định là bạn tốt khi chưa có giá trị lợi dụng. Waver đã trao khắc ấn ma pháp của nhà Velvet cho Mervin, thứ quan trọng mà truyền từ đời này sang đời khác. Waver đã chịu món nợ từ đầu phim và đã lấy khắc ấn ma pháp này đi thế chấp, quả là sự hy sinh cao cả. Lúc này tại tháp đồng hồ đây là lễ để Svin lên cấp bậc Pride, sau câu nói cảm ơn thầy nhờ thầy mà em nên người đã khiến Waver suýt bật khóc. Cuối cùng thì Gray đã tặng được món quà cho Waver, cả hai thầy trò trao nhau yêu thương đến nỗi bật khóc. Waver ngủ thiếp đi, anh ta đã gặp lại vua chinh phục, Waver lại tiếp tục lải nhải mấy câu đây là ảo ảnh mà não tạo ra từ ký ức mấy câu logic anh ta hay dạy cuối cùng chúng ta cũng có thể thấy mặt vị vua này sau bao nhiêu tập dài đàng đẵng ông ta có vẻ như còn nhận ra được nếp nhăn trên đôi mắt của waver lúc này đây waver dường như đã có một chút thay đổi hoặc là không nhưng có một điều anh ta chắc chắn anh ta chưa thể cùng sánh bước với vị vua vĩ đại này bởi nỗi đau trên con đường dẫn tới niềm vinh quang nơi tận cùng phải đạt được ở thực tế không phải đạt ở đây mà là ở chiến trường của lót el meo lợi hai cuối cùng anh men cũng không chìm trong cuộc chiến chén thánh nữa rồi mừng quá cuối cùng bộ này xin kết thúc tại đây mọi người yêu quý để lại một like và một đăng ký kênh nha còn bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại bye bye